Xin chào tất cả anh em, chào mừng em quay lại với kênh 24 giờ của em ạ. Hôm nay em xin phép em được cập nhật về giá xe cho anh em về dòng xe Honda HR-V nhé, cho cả hai phiên bản, từ phiên bản L và phiên bản G ạ. Cũng như em sẽ tính luôn cho anh em về tổng chi phí bánh cho anh em Hà Nội, ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh, khi mà chiếc xe này là chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc, nên là tổng chi phí nó đánh cho giờ nó đang là bao nhiêu. Thì em xin phép được giới thiệu cho anh em một cách chi tiết cụ thể cho anh em, để cho anh em có sự chuẩn bị tài chính của mình để mua chiếc xe này không, hay cần phải mua những bản cao cấp hơn. Thì em xin phép được đi vào chi tiết cụ thể cho anh em nhé. Đầu tiên em giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Honda HR-V bản L ạ. Với giá niêm yết nó đang là 866 triệu ạ. Nó là giá tính thuế luôn ạ. Hiện tại giới đại lý chúng em đang giảm cho anh em 75 triệu tiền mặt ạ, xuống còn là 791 triệu nhá. Và ngoài ra tặng cho anh em thêm 75 triệu phụ kiện đấy ạ. Còn anh em mà muốn được giá tốt hơn hay là chương trình khuyến mại cụ thể như nào, thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho anh em nhé. Vậy thì chiếc xe Honda HR-V bản L này lăn bánh Hà Nội bây giờ đang là 917 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 882 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 900 triệu tròn nhé. Các chi phí mà em đã tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ này, biển số này, đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự nhé. Còn một số các chi phí mà chưa tính vào cho anh em đó chính là bảo hiểm thân vỏ, bởi vì bảo hiểm thân vỏ nó là bảo hiểm tự nguyện, anh em có muốn mua hay không mua thì phụ thuộc vào anh em thôi. Và một số các chi phí khác em chưa tính vào nữa, đó là chi phí mềm hay gọi là chi phí lót tay, từ lót tay thuế, đăng ký, đăng kiểm, công an. Mỗi một tỉnh nó chi phí khác nhau, nhưng con số nó không phải quá lớn đâu ạ, nó chỉ là vài triệu thôi ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Honda HR-V bản G ạ. Với giá niêm yết nó đang là 786 triệu ạ, nó là giá tính thuế luôn nhá. Hiện tại giờ đại lý chúng em đang giảm tiền mặt cho anh em là 70 triệu tiền mặt nhá, và 70 triệu phụ kiện đấy ạ. Anh em thì giá bán về xuống còn là 716 triệu nhá. Đấy, còn anh em mà muốn được giá tốt hơn hay là chương trình khuyến mại cụ thể như nào, thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho anh em nhá. Vậy thì chiếc xe Honda HR-V bản G này lăn bánh Hà Nội bây giờ đang là 833 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 799 triệu nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 817 triệu đấy ạ. Tại sao lại có sự khác biệt giữa Hà Nội ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh? Có trên Hà Nội thuế sẽ là 12% và biển số là 20 triệu ạ. Còn ở tỉnh thuế sẽ là 10%, biển số là 2 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thuế sẽ là 10% và biển số là 20 triệu, dẫn đến sự khác biệt giữa Hà Nội ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh. Nó là như vậy đấy ạ. Vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về giá xe cho toàn bộ dòng xe của chiếc xe Honda HR-V rồi. Và em đã tính cho anh em về tổng chi phí bánh cho anh em Nội ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh rồi. Thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì em bấm like và đăng ký kênh của em nhé, để em sẽ cập nhật về giá xe cho anh em về toàn bộ dòng xe của Honda, cũng như em sẽ cập nhật qua hãng xe khác như là Hyundai, Kia, Toyota, Mazda hay VinFast hay rất nhiều hãng xe khác nhau, để cho anh em có sự chuẩn bị tài chính mình tốt nhất. Ok, em xin phép em sẽ dừng video đây. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.